Trời ơi mọi người, Sư đã ghé Thác Cam Ly này cũng rất là nhiều lần rồi đó, nhưng mà cũng lâu rồi mình không ghé lại, cho nên hôm nay quyết định ghé. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay nó thúi ghê quá trời, thúi quá là thúi. Không biết là do là nước rút cho nên là nó như thế nào nhờ, phải nói sao ta. Nhưng mà nó thúi lắm, cái nước nó đen thui giống như là kênh Nhiêu Lộc vậy. Mình thúi đi vô đi vừa mà ngồi nha, nghe cái cổng bán vé không nghe thúi nha, phải vừa qua khỏi cổng sát kéo cái là nó thúi, mà nó thúi, mà cái nước nó đen lắm luôn á. Đây, cho nên là có bạn nào ở Đà Lạt mà biết cái vụ này không, là tại sao là nó bị thúi vậy? Có do là lúc này là người ta đang xả cống hả, hay là do nước cạn á? Xong cái nó thường thì ở Sài Gòn thì mỗi lần mà nước cạn á, ở chỗ mấy kênh đó thì nó thúi, còn ở đây thì nó là thác, cho nên là mình không hiểu tại sao nó thúi á mọi người. Nhưng mà nó thúi lắm, thúi vậy, thúi vậy sao thúi thúi. Mua vé có 40 thôi nhưng mà nó thúi nha, rất là thúi luôn đó mọi người, thấy không? Nước nè, ghê không? Nó đen lắm, ở ngoài á nó rất là đen mà nó bọn nè đó. Thì bạn nào á ở Đà Lạt mà biết kia tại sao cái này thì nhớ vô comment giải thích cho Thu hiểu nha. Thu không có ý là chê đâu, nhưng mà thật sự là nó rất là thúi. Đây là thác Cam Ly đó mọi người, cái thác này chắc cũng hả mấy chục năm rồi đó. Thử mời ông nội bà nội mình là đã ghé đây Đà Lạt, ghé đây chụp hình.